Là mình đây, video này mình sẽ làm một video là đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh ra nó bán chưa? Cứ quan cái gạo của mình gửi cái thịt mạnh. Bao tiền? Bì mới, mua đi. Bao nhiêu tiền? Bì mới 11 mà mười mấy củ á? Mình bị tỏa 13 đấy, bị mạnh. Thế bố đang bảo 11 mình à? Mua 13 đi nó xứ. 13 nó hay bị lỗi. Nhế ba mắt nó bị đẹp, hai mắt bị sớ. Mày đéo biết cái đéo rồi, trước 13 nó bị lỗi xanh mảng, nó biết cái đéo rồi. Xong chưa thì mất mấy củ ấy. Thì mua 14 mày, biết cái đéo thì phải lịch sử iPhone. Đấy, gãy mẹ cả ngồi. Đi ở đây, ăn ở đây, lúc đầu. Đây, đây. Bịt bệnh, cật. Quê đây, cật ra nên đầu bút này xong rồi. Để đi xem cái ai mà có biết quê nữa không? Chả đi, chờ mà tôi nghe đi, đi mạnh à. Bảo mua cái ơi đi, cái gì? Mua cái rơi. Mi đó để ăn. Góc là có mấy chục. Mua một gói. Một gói thôi. Gói to cái lồn. Nhưng mà ăn ở đây xong lại phải cho ăn. Trời rồi. Đâu, có ai đâu. Nhìn đi, chú ca đâu mắt bị. Cái gì mẹ thế, lúc mang vào đây xong anh Kiên ngồi ở ngoài. Xong mất chung ngồi ở ngoài. Thì kệ em. Điều hiểu à. Nhưng mình để trong đây nè, nếu mà chi thì cho. Tiếc lộc nói như mày nó ngu chạy đi có mấy chục mì thì anh thấy anh Kiên thưởng cho mày bao nhiêu tiền? 400 mấy tháng rồi. Mẹ em tưởng bao nhiêu tiền cái gì cần mẹ em nó nữa thì cho thì vẫn cho thế mà không cho đâu để mà ăn được ít hơn thôi mà. Bạn y hơn thì một tiếp, một tí ạ. Tí tiền, mẹ ông bà là không có tiền thì móm. Mình ở đây mới có 1 triệu cái kia, thật quá. Mình thấy thôi, thiệt thiệt. Thế sao mua được xe gì đó? Xe rồi, cái này bắt đầu đi bộ đội về. Không, mà thằng ta đi nó phá chi, tới chị nó chả có xe. Mua về nó tầm tì nó đi phá chi. Đi bốc đầu, anh ấy đi bốc đầu không? Không, toàn đi thổ ba, thổ bốn đi, vẽ xe nó đỡ được. Cái địch kia xe yếu thế cân 3. Rồi, cái xe cam cam. Đói, cân 3 đói, cân 4 luôn nữa địch mạnh. Vấn đề. Thế thì đã mua không sao. Vả tệ cho tạc, tàn tạch chết xả. Vỡ. Thế rồi, toàn đi, toàn mai cân 3, cân 4, không biết xe à. Vậy này mới tôm vào xong không? Ừ. Bây giờ tiếp tục tôm vào nhá. Nếu mày còn ngủ này. Ngủ cái lọ đi, mẹ ngủ vừa rồi. Mà nếu biết còn bao tiền. Mà xem còn bao nhiêu tiền. 900 mới hôm qua của bạn. Hôm qua của hết rồi, đánh tài xỉu hết rồi. Cút cắt mẹ đánh tài xỉu với đi bố mẹ cho thêm tiền. Đánh hết rồi không? Nào nào mày, nếu mà mày đánh thì tao cho mày tiền. Nếu mà không đánh thì mày mất tiền à, chưa? Đây 115.000 cái tiền không? Chuyển đi đéo đâu rồi cái gì mẹ bố biết thử à, cái gì có lại này thôi cái gì giấu nhưng mà bắn vào Momo thì nó có chờ tiền không? Có đấy, trừ hai trò. Trừ hai trò ai bán? Tao chuyển rồi mỗi ngày nó đâu có mất tiền đéo được mà đấy, có mất tiền đâu. Cái gì mẹ bố đồng phá cái gì mẹ, thế mày chuyển đi mày không biết hỏi làm điếu rồi. Bên chưa thấy vào đấy à? Không. Đi mở ra, mở ra. Nào, đi mở ra, liếc nó có tiền rồi. Không có hay sao? Đấy. Không có hay sao? Không có. Không có. Không có hay thôi. Không có. Không có hay thôi, cái này mày giấu đéo đâu luôn đi. Bố mày tiêu hết rồi. Tiêu hết cái gì hôm qua mà mày 900 đồng mày. Tôi bỏ ra, nếu mà thế này, tôi xin một lần, cái gì tiêu đéo gì đâu mà.
Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Mình sẽ tiếp tục tô mò nha các bạn. Bây giờ mình nhắc tôi một xong, nếu gọi thì hè cho mình xin một lao đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ai da da à da 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 đi da 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 Yes, I will. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn.